Có hả? Con tên gì? Dạ con tên Thư. Con tên Thư. Mấy bạn biết con ở dưới này không Thư? Mấy bạn biết không? Mấy bạn ở trong lớp mình đó. Có con ấy. Anh Huy đó là ở Việt Kiều Đức. Dạ. Gửi cho chị cái số tiền là 100 đô, 100 đô la. Dạ. Thì anh đó đổi luôn cho mình cho tiền Việt luôn. Dạ. Là 2.300.000 đồng kiếm lại giùm em. Dạ. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng ha chị. Dạ, cảm ơn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì quay trở lại cái clip về một cái hộ gia đình sống ở dưới gầm cầu, đối diện với nơi anh Cường sinh sống. Và đây là cái đường đi xuống. Hôm nay Bùi Hồ xuống đây để trao gặp cô, để mà trao cho cô một cái số tiền từ Mạnh Thường Quân gửi cho cô. Và đây nơi đây là cái chiếc xe hàng ngày cô phải đi lấy phế liệu đó. Bây giờ cái đường này đi xuống đây nè, cũng đã nhiều hơn 2 tháng nay. Mình từ ngày quay cô hôm nay mình mới có dịp quay trở lại thăm gia đình của cô lần nữa để tìm hiểu về tại sao cô lại sống gầm cầu như thế này, với lại trao cái phần quà yêu thương cho cô. Dạ con chào cô. Con thấy bên cô giống với bên anh Cường ha. Dạ. Cũng nuôi chó. Nè, bước xuống đại đi anh, nó không có. Nó không có cắn đâu hả? Dạ. Mình nuôi để mình đề phòng ăn trộm hay sao chị? Dạ, nuôi cho nó giữ nhà với đó anh, tại vì đi mua hết trơn không có ai nhà với đó. Dạ. Vậy mình cũng không, cũng mắc cái con rồi đó, người ta bắt đó. Dạ. Cái này là mấy cái phơi liệu mà mình nãy về đó hả? Dạ đúng rồi, mua về á. Mình mua về. Dạ. Mua về để đó rồi cái nào xài được xài, còn xài không được thì mình bán phế liệu. Mấy cái đó là mình mua về không à. Dạ. Đi mua về á. Dạ. Hôm nay thì đến đây để mà thăm hỏi về cái gia đình của chị. Dạ. Thì hiện nay cái cuộc sống mình như thế nào hả chị? Cái này mua bán ế quá này, tại đồ cái này nó sụt quá rồi mua bán ế, chứ lại nó cũng hơi khó khăn á. Dạ. Đồ nó sụt quá sụt. Đồ quá sụt hả? Dạ, đồ cái này sụt quá rồi mua bán ế, cái này mua bán cũng khó khăn, chứ lại giờ cũng làm ăn khó. Ngày mình thu nhập cái này dạo này khoảng bao nhiêu tiền hả chị? Dạ, cái này em đi mua ngày, bộ ngày em lời chừng trăm ngoài rồi không tới, cũng như có bữa 70-80 cũng có. Vậy hả? Dạ, tại cái này đồ sụt quá rồi mua như không có lời nhiều, như mua lần vậy đó. Dạ. Hôm nay anh đi anh đi mua không có nhà. Anh đi mua. Hằng ngày thì anh với chị cùng đi hay sao? Dạ, hai cha em đi hết. Dạ. Lâu lâu em đi vậy đó, từng lễ em nghỉ ở nhà ngày em giặt đồ, giặt đạp vậy đó. Thì hôm nay mấy tình hình hôm nay là dịch cúm á, rồi bé ở nhà rồi ở nhà có thằng đó nó giữ. Em đi mua. Bé con chị học lớp mấy rồi? Nó học lớp 3 rồi. Vậy hả? Dạ. Nó học lớp 3 mà đóng tiền trường mà chưa đóng hết nữa, nó còn nợ lại 900 ngàn em chưa có tiền em đóng nữa đó. Như là một năm là đóng 2 triệu mấy vậy đó, nhưng mà em đóng trước bảo hiểm đồ nãy kia hết 1 triệu mấy rồi mà còn 900 ngàn em chưa đóng. Nhưng 900 ngàn là học 2 buổi luôn á. Là 1 năm đó. Em ở bán trú hay sao? Mỗi lần thì em gửi bán trú. Dạ. Mà giờ viết rồi bán trú nó lên giá quá, ghi em gửi không nổi. Người anh là học lớp mấy em quên rồi. Anh nó học nghề. Học nghề hả? Trung cấp nghề. Dạ. Hôm trước khi mà em quay một cái video clip về cái hoàn cảnh gia đình của mình đó, thì có một số người ta nói là ta đặt câu hỏi là tại sao chị có quê mà chị không ở dưới quê mà chị lại lên đây? Tại vì quê em ở trển mà cũng nghèo, không có đất anh ơi. Dạ. Tại vì không có đất đai trơn, tại vì có một cái nền nhà đủ ba ở thôi. Dạ. Chứ cũng không có đất, bên chồng em cũng vậy. Bên chồng em cũng không có đất đai gì hết. Bên chồng em cũng ở Cao Lãnh, nhưng mà anh ở với mấy sông vậy nè. Cái nhà với mấy sông vậy nè, chỉ chu vi có cái nhà thôi. Dạ. Chứ cũng không có đất đai gì luôn. Tại bên nào cũng nghèo, bên nào cũng khổ hết. Thì ở đây làm ăn được thì mình ở đây mình mua bán mình làm ăn. Chứ ở trển làm ăn cũng khó khăn. Lúc trước mà khi mà chị đi xuống đây thì chị công việc đầu tiên là chị làm cái gì? Thì cũng hồi đó là mới xuống là ông xã em bán cà kem. Bán kem á. Dạ. Quải bộ á. Dạ. Đó là hãng kem đằng này nè. Dạ. Đằng ngay chỗ mà Tân Thánh Thương, ngay chỗ là ngang chỗ ấy bây giờ nè. Dạ. Ngay chỗ ngang Tòa Phượng đó, chỗ đó là dạ, hãng kem chỗ đó. Dạ. Đó ông xã em mới xuống là anh đi bán kem. Bán kem sau này, thời gian sau này mới xuống thì mình mướn nhà trọ rồi vậy đó. Anh đi bán kem, còn em thì chưa có mua bán gì hết. Rồi sau này thời gian sau em
sanh thằng đó ra rồi nó lớn lớn em mới đi mua bán. Con trai lớn của chị là năm nay bao nhiêu rồi? Năm nay nó 18 tuổi rồi đó. Chị vậy là chị nói là lúc sanh là chưa sanh là chị đã ở dưới đây, dạ. À, địa điểm dưới gầm cầu này rồi. Dạ chưa. Lúc đó là em mướn nhà trọ em ở dưới ghe. Dạ. Lúc đó là đậu ghe ở đây. Dạ. Lúc đó là thằng này nó mới học lớp 1 làm đậu ghe bên đó đó. Đậu ghe. Chỗ sau chỗ nhà anh Mao nè. Ngay dạ. Luôn nè, ngay chỗ này luôn. Dạ. Rồi ngay, sau này rồi ngay chỗ đi. Ngay chỗ cái đám đó đấy ha. Dạ đúng rồi đó. Em mở hai xác ghe rồi. Dạ. Hai xác em mở đó một chiếc ghe rồi bắt đầu ta mới bắt cầu, ta mới cắt nhà, anh Mao cắt nhà đó. Dạ. Anh mới kêu mình đem lại đằng này ở tại vì anh cắt nhà không có đường mình đi lên. Rồi em mới đem vô đây một chiếc em đậu trong này. Là chiếc ghe vậy em giờ còn chèm ở dưới này nè. Cái chiếc ghe chèm em giờ còn như này. Tại vì cái nước lên nó chìm hoài à. Nó chìm mà cái em ông xã em thấy vậy cái mới đi mượn tiền mua chàm mua đồ sóc nọc ở đây ở luôn. Dạ. Cái sao mình đã thu mua phế liệu này được bao lâu rồi chị? Cũng gần 20 năm rồi đó anh. Ông xã em đi bán kem đâu có mấy năm là anh quay qua anh đi mua phế liệu luôn tới giờ. Dạ. Tại vì kem giờ người ta không có còn làm nữa. Cái việc mà thu mua phế liệu gì nó thu nhập cho mình, thu nhập bình quân là có cao không chị? Không anh ơi, ít lắm. Tại vì ở đó thì đồ nó có giá chứ giờ người ta nhiều người cũng đi mua. Giờ cũng mua, cũng thu nhập giờ bấp bênh quá à. Giờ khó khăn. Hai chồng em giờ mua bán khó khăn, phải đi hai chồng mới đủ. Tại vì con bé nữa đi học, thì lâm hết trơn. Dạ. Em lâm tiền, tại vì đủ thứ tiền á. À, một mình là bốn người, bốn nguyên gia đình mình ở luôn. Dạ, bốn người. Dạ. À, sao chị không ở nhà trọ mà chị lại chọn ở dưới này? Ở nhà trọ mướn ngán tiền quá. Vậy hả chị? Dạ, mướn ngán tiền lắm. Để anh tính đi giờ là mướn nhà trọ giờ ăn tháng là đâu có dưới giá 1 triệu, 1 triệu mấy. Dạ. Giờ anh mướn lúc đó là anh mua bán ế nè, rồi anh mướn nhà trọ rồi lớp ăn uống rồi con cái đi học mướn đâu có đủ. Anh dạ. Tính ra là đâu có đủ đâu, tính ra tiền nhà trọ tiền này tiền kia ra tính cũng hết cũng 2-3 triệu rồi đâu đủ đâu. Bây giờ ở đây ở ngày nào tính hai ngày nấy. Con gái đẹp gái quá, chú nói lại chú nói nghe nè. Không hiểu rồi. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ngồi đi con, ngồi đi, ngồi đàng hoàng. Con 10 tuổi hả? Con ở với này với mẹ có quen không? Con đi học có nhiều bạn không? Hả? À, con cứ nói chuyện bình thường đi. Có hả? Con tên gì? Dạ, con tên Thư. Con tên Thư. Mấy bạn biết con ở dưới này không Thư? Mấy bạn biết không? Mấy bạn ở trong lớp mình đó. Có con ấy bạn nó biết. Con Thảo Nguyên á. Dạ. Thảo Nguyên là con của cháu của Hùng Cường á. Dạ. Học chung lớp với con bé này. Dạ. Học lớp 3 chung lớp. Mấy bạn không có biết nhà con ở dưới này hả? Mấy bạn có thường đòi lại nhà con chơi không? Con ở dưới này rồi mấy bạn kia có nhà rồi con ở dưới này con có buồn không? Nói dễ thương luôn. Cái ngày đi học của chi phí của em là khoảng bao nhiêu tiền hả chị? Một ngày á ha. Dạ, của cháu. Cháu nó thì nó buổi sáng nó ăn uống rồi nó đi học luôn ngày cũng cỡ 20 á. Dạ. Tại vì sáng em mua đồ ăn với chợ gì cho nó ăn rồi em mới đưa nó đi học. Dạ. Sáng buổi sáng em cho đi học cho nó 5 ngàn. Cái khi mà cái nhà của mình như thế này nè, lúc trước là chị xóc tràm xuống để mà mình làm cái gác như thế này á, là tốn nhiều tiền không? Khoảng 2 triệu mấy đó. Nhưng dạ. Mà cấp đó nước ngập lên á rồi nó chìm chiếc ghe em đó. Dạ. Nó chìm luôn, chìm chiếc ghe luôn. Dạ. Rồi cái bắt đầu mới bắt tử đâu có tiền, cái mới đi mượn tiền. Dạ. Ông xã em cũng đi mượn tiền cái mua chàm mua này kia rồi mới sóc cái dáng này thì gỡ chiếc ghe chìm mới ra. Anh lặn chứ á. Dạ. Anh lặn dưới sông rồi anh gỡ cái ghe này, gỡ gán ra rồi anh mới đóng lên cái này chứ giờ mua dáng nữa là tốn tiền dữ lắm. Vậy cái nào vậy? Mình tận dụng được thì mình tận dụng, tại vì chiếc ghe này, anh gỡ dáng ra cũng nhiều dáng lắm. Này là nguyên chiếc ghe này là dáng với chiếc ghe gỡ ra không nè. Nếu như có một mạnh thường quân nào đó là người ta giúp đỡ cho gia đình của chị có nơi ở để mà làm ăn luôn, chị có chịu đi xa chỗ này không? Xa thì xa quá thì không mấy, nhưng mà tại vì cái xứ chỗ này mình làm ăn nó dễ.
anh mua bán nó dễ. Dạ. Đường đi nước bước nó cũng quen, em mua bán ở đây nó cũng quen đường rồi. Nhiều khi mình đi lại xứ khác xứ xa là mình làm ăn không quen rồi mình sao mình làm ăn không được. Người ta lo cho mình làm cho người ta luôn á, cho cái chủ nhà đó luôn á. Rồi người ta cất nhà ở trong đó cho mình, giống như mình giữ một cái khu vườn gì cho người ta đó. Chị có chịu đi không? Cái đó chắc hai chồng em chắc không đi được đâu, tại ở đây hai chồng em mua bán nó quen rồi. Dạ. Giữ vườn với đồ nhiều khi chắc không làm được, tại vì mình mua bán thu nhập hàng ngày mình có đồng ra đồng vô thì nó đỡ, còn anh vô vườn anh làm mà anh không có làm gì được trên rồi cũng bấp bênh. Em có một câu hỏi như thế này, con của chị hai đứa bé lớn thì sau này bé còn lớn nữa, còn đi học nữa, vậy thì chị có dự định là khi nào mà mình sẽ dọn lên trọ mình ở không? Thì chừng nào không em không biết nữa, thì chừng nào nó lớn thì tính, chứ giờ nhà trọ ngán tiền quá trời luôn rồi. Thì giờ như em làm tới đâu thì tính tới đó vậy đi, chứ dạ. Em cũng chưa tính tới, tại vì em thấy bé trai con của chị đó cũng đã lớn rồi. Rồi em sợ bé nó mặc cảm rồi, chị có thấy em mặc cảm, sợ em nó mặc cảm thôi. Có chứ, em cũng thấy nó cũng lớn rồi cũng mặc cảm chứ, tại vì mình nói ví dụ như giờ cũng nói nó con cái giờ lớn rồi thôi gỡ gán rồi, cha mẹ nghèo rồi phải từ từ làm, ví dụ như giờ mình làm giờ mình chưa có tiền thì từ từ mình làm, có tiền thì mình kiếm miếng đất này nhỏ nhỏ thì mình mua, còn không có tiền thì mình ở gì như giờ ở tới đâu tính tới đó đi. Chứ giờ nó có tiền thì cũng không mua nổi miếng đất ở đâu. Dạ. Giờ anh làm cũng không mua nổi miếng đất anh ở đâu. Dạ đúng rồi. Đất giờ nó càng ngày nó càng giá, anh mua không nổi miếng đất ở đâu. Dạ. Em thấy ở bên đây nó thoáng mát đó chị. Cái nơi của mình nó rất là thoáng mát, cũng tương đối là được. Đây là nhà của chị, em quên chị tên gì. Em tên Thúy. Chị Thúy. Cô bác anh chị thấy đây là cái nơi sinh hoạt. Nơi đây là nơi ngủ nghỉ và nơi ăn cơm của chị luôn đúng không chị? Dạ đúng rồi. Dạ, chị còn nước ở ngoài sau là chị để sử dụng rửa chén. Rửa chén, xài, giặt giũ rồi. Dạ. Xong còn mình nấu thì mình mua nước bình thì mình nấu nè. Dạ. Tại vì nước cái xong cũng không được sạch không. Tại vì mình em xách lên là em đóng phèn. Em rửa đồ, rửa đạt, đồ ăn, đồ uống vậy đó. Mình dạ. Sinh hoạt hàng ngày ở dưới. Còn nước nấu thì mình mua nước bình mình nấu. Dạ. Chứ giờ anh nấu nước cái xong cũng đâu sạch. Chị ơi, nãy giờ em tâm sự chị, em cảm ơn chị rất là nhiều. Hôm nay may mắn là chị có ở nhà vào dạ. buổi trưa này, chứ bình thường là chị em đi giờ này em chưa về. Chưa về. Dạ hôm qua em đi giờ này em chưa về. Dạ hôm nay em có nghỉ nhà, em gom đồ em giặt cái mấy ngày nghỉ nhà đó, chứ hôm nay em có 4-5 ngày rồi. Dạ. Có một mạnh thường quân đó chị. Dạ. Anh đó tên là Huy, anh Huy Vinh Phúc. Gửi cho khi mà em quay về cái hoàn cảnh của chị đó, thì anh Huy đó là ở Việt Kiều Đức. Dạ. Gửi cho chị cái số tiền là $100. Dạ. Thì anh đó đổi luôn cho mình cho tiền Việt luôn. Dạ. Là 2.300.000 đồng. Dạ. Thì gửi cho em hồi khoảng một tuần rồi, nhưng mà tại vì em về quê với lại em không có thời gian để mà chưa kịp thời gian để mà trao cho chị, thì hôm nay có dịp này ghé thăm cái gia đình của chị em gửi cho chị luôn. Em mới đi rút tiền, gửi xong mới đi rút tiền cho chị. Dạ. Số tiền là 2.300.000 đồng, chị điếm lại giùm em. Dạ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đúng ha chị. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Anh có cần lấy số điện thoại của em không? À, chị có thể đọc số điện thoại cho cô bác anh chị có cần giúp đỡ liên hệ số với chị thì chị đọc cho mọi người em biết. Em đọc nữa, anh có lưu thì có gì thì anh điện số em cũng được, số ông xã em cũng được. Dạ, chị tại đọc đi cho mọi người ở đây biết. Cô bác chứ em không có xài cảm ứng, em không có biết. Với lại em cũng không có biết chữ nữa. Dạ. Ông xã em thì không biết chữ, nhưng mà em thì không có biết chữ. Em đi bên Chi Lon, bên gì đó Chi Lon mà cũng không biết chữ. Dạ. Tại đó giờ em không có đi học, em không có biết chữ. Hai gia đình anh Cường, hai chị, hai vợ chồng không biết chữ luôn thì dạ. Vậy anh hả? Cường mới lớp 2 thôi. Em không có biết chữ, nhưng mà chữ thì hồi đó em cũng học. Như hồi đó em bên em ba mẹ em cũng nghèo mà không có cho đi học, thì em đi học lớp tình thương á. Dạ. Hồi đó ở Cô Lãnh là đi học lớp tình thương, tại vì chiều 5 giờ là em đi học. Mà em không mới lớp 2 là em nghỉ rồi, nhưng mà chữ thì em đọc được, nhưng mà dạ. Viết thì em không biết viết. Rồi chị đọc số cho mọi người của anh chị dạ. Biết có gì số liên hệ. Số của em là 035 8828 940. Dạ. Số của chị hoặc số là của số em. Của anh. Số của em á. Còn nếu như số liên hệ chị không được, số của anh là số, số nào? Số của ông xã em là 081 2070. Dạ. Ừ đúng rồi.
anh ghi vô đó đi. Đó, có số của chị là chị đọc đi em số luôn. Số của em là không. 035. Rồi. 8828. 8828. 940 là số của em. 940. Số của em á. Dạ cô bác anh chị, đây là cái số điện thoại của chị Thúy, người một hộ gia đình sống ở dưới ở đây là giống dưới gầm cầu ở thị trấn Mỹ An. Số điện thoại là 0358828940. Dạ, cô bác anh chị có lòng giúp đỡ hoặc là muốn thăm về hoàn cảnh tình hình gia đình của chị Thúy, dạ, thì sẽ liên hệ đến số này. Dạ. Đây là số điện thoại của chị. Thôi chị ơi, hôm nay thì ghé thăm nhà chị. Trước hết là lấy em... số em thôi, khỏi lấy số ông xã em nha. Dạ. Dạ. Trước hết là em chúc cho gia đình chị sức khỏe dồi dào ha. Dạ. Rồi chúc cố gắng giữ gìn sức khỏe, đang nuôi hai bé cho thành đạt, rồi sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn. Dạ. Rồi em thay mặt chị Thúy cảm ơn anh Huy với anh Đức Việt Kiều ở Đức rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn tấm lòng của anh với chị. Em cũng cảm ơn mấy anh nhiều. Dạ, tại vì em cũng hơi khó khăn, tại vì mấy anh giúp đỡ gì em cũng cảm ơn. Dạ dạ. Thôi em chào chị ha. Dạ. Dạ.